Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vừa qua tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh trích ngân sách thực hiện hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ, theo quy định tại Nghị định số 146 2018 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ đầu năm đến nay, quỹ bảo hiểm y tế đã chi thanh toán số tiền gần 780 tỷ đồng cho người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Trong đó, chi khám chữa bệnh ngoại trú là trên 317 tỷ đồng, chi khám chữa bệnh nội trú là 460 tỷ đồng. Ngoài việc chi trả đúng đủ cho các đối tượng thụ hưởng, ngành bảo hiểm xã hội còn phối hợp với các bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện quy trình đổi mới tác phong phục vụ, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn rủi ro lúc về già. Hiện toàn tỉnh đã có gần 8.200 người tham gia, tăng gần 5.000 người so với tháng 12 năm 2018. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh là do ngoài việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh để mạnh tuyên truyền về chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động thi đua chuyên đề để mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong công chức, viên chức người lao động thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công chức viên chức người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội khai thác được gần 4.000 người tham gia. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm luôn là nhiệm vụ trọng tâm được bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt thực hiện, nhất là việc khai thác đối tượng, tăng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở khối doanh nghiệp. Đến hết tháng 11 năm nay, toàn tỉnh đã khai thác được gần 3.200 doanh nghiệp với trên 168.000 lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là trên 2.840 tỷ đồng tăng tới trên 600 doanh nghiệp so với năm 2017. Có được kết quả đó là do ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác đối tượng và tăng thu bảo hiểm xã hội ở khối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Cư tham mưu cho ủy ban nhân huyện để có những các cái giải pháp thực hiện trên địa bàn các doanh nghiệp mà có cái số vênh lệch giữa lao động tham gia bảo hiểm xã hội mà do đơn vị bảo hiểm xã hội đang quản lý và đối với đơn vị thuế cung cấp sang thì bảo hiểm xã hội huyện Phù Cừ thì đã thực hiện các cái chương trình hậu kiểm và đề nghị đơn vị là thực hiện truy thu truy đóng cho những đối tượng do đơn vị chưa thực hiện để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là các cái chế độ chính sách cho người lao động trên địa bàn. Ngoài việc tham mưu với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn giám sát, thanh tra liên ngành kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội tỉnh còn phối hợp với các ngành cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các đơn vị doanh nghiệp chấp hành bộ luật lao động luật bảo hiểm đảm bảo quyền lợi của người lao động một số doanh nghiệp cố tình né tránh trách nhiệm đối với người lao động bảo hiểm xã hội tỉnh cũng có biện pháp chấn chỉnh kịp thời bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm đã giao chuyên quản từng cá nhân phụ trách theo đơn vị hàng tháng trả soát số lao động cũng như là cái số tiền đơn vị đã nộp và số tiền đơn vị chậm đóng có cái giải pháp kịp thời từ đó là thông báo đến giám đốc và những cái quy định về eh, luật bản xã hội đối với những hành vi chậm đóng thì sẽ bị xử lý như thế nào. Thế còn những cái đơn vị gặp khó khăn thì bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm cũng đã kịp thời đến đơn vị lập biên bản và à, nắm bắt tình hình, tháo gỡ cùng đơn vị giảm cái nợ động, phối hợp với đơn vị để giải quyết quyền lợi cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, qua thanh tra kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khai thác mới được 225 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, yêu cầu truy thu đóng thiếu thời gian đối với gần 300 lao động với số tiền gần 600 triệu đồng, đôn đốc các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nộp trên 10 tỷ đồng, thu hồi số tiền hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội đối với 45 lượt người, lập biên bản xử phạt một đơn vị với số tiền trên 60 triệu đồng. Nhờ để mạnh khai thác tăng thu bảo hiểm nên đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh cũng đã đạt trên 217.000 người. Tỷ lệ bao phủ đạt 30,8%, lực lượng lao động vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.